mà sáng giờ vắng te, không có ai đến uống. Trời ơi. Ôi, mệt quá, mệt quá. Khách khứa đâu mà chú có đi lấy đá hoài vậy chú Lâm? Chú mới đi giao 100 ly về cho người ta. Trời ơi, phải đứng làm hết cho người ta đàng hoàng mới về được, đâu có tự nhiên mà đi. Ủa rồi sao còn hai ly nước đây nữa nè? Cái này là nước khác, người ta uống cà phê mà. À vậy hả? Ủa ba đâu rồi? Ai biết làm gì đằng sau giường á. Ủa giao cà phê về chưa? Không rồi, em đứng em làm cả buổi trời mới xong 100 ly á. Trời ơi, hên đó. Bên đó người ta hứa hẹn là ngày mai, ngày mốt thêm mấy trăm ly nữa. Mấy trăm ly sao em làm nổi? Đâu, đâu phải là một lúc đâu. Sáng mình làm 50, chiều làm 50. Mỗi ngày vậy là quá tuyệt vời rồi. Ủa rồi... Cười lên cho con chụp bố Facebook hôm nay coi. 2, 3, ok. Rồi con vợ thằng Lan nó đi khám thai về chưa? Em đâu biết đâu, mới về mà. Gì vậy? Lan. Gì à? Hả? Thì một lần thức ăn hay gì mà ổ dữ vậy? Không có. Alo. Alo. Tự nhiên nghe mùi cá. Ủa? Khó chịu quá. Anh sao? Mới giao hàng qua mà sao trả? Sao dậu? Cà phê mà sao dậu? Sao hư? Rồi gửi tiền. Alo. Là 100 ly cà phê sao giờ người ta nói người ta không trả tiền kìa, trả hàng lại kìa. Vậy? Ủa sao vậy? Mới giao luôn mà. Người ta nói là hôi mùi dầu gió. Dầu gió gì? Em làm sao mà vừa sức dầu vừa pha cà phê hả? Trời ơi, em sức dầu là anh đứng đây em phải nghe mùi dầu chứ em có bây giờ sức dầu đâu. Em ơi, anh nói em nghe nè. Hồi nãy anh mới dặn pha chế là mình phải kỹ. Mình dần dần có khách rồi. Mà bây giờ em không tập trung, em cứ làm tầm bậy tầm bạ rồi đó. Người ta trả thì làm sao lấy tiền được. Người ta nói nếu mà không có mùi dầu người ta trả tiền. Bây giờ đem về đi rồi tự hửi đi, rồi uống đi rồi biết. Thôi mà con cũng thấy đúng á, từ ngày mà chú có tình yêu vô cái không có tập trung. Tự nhiên rồi pha dư hai ly nước cam kìa bác. Đó. Không, cái này là bị nhầm thôi. Nhưng mà, ủa tự nhiên sao có mùi dầu ta? Nước cam của ai vậy? Nước cam... Nước cam không đường chua lè chua lét à? Thôi kệ, cho tôi uống miếng đi. Có vitamin. Mày có uống chua bao giờ đâu mà. Ủa rồi bây giờ là mấy ly sau này người ta cũng muốn luôn hả ba? Bây giờ tất cả những đơn hàng sắp tới người ta sẽ không nhận nữa. Ủa cái này chắc họ nhầm lẫn rồi, để em gọi em nói chuyện họ coi chứ. Thôi thôi đừng có gọi. Khách hàng là thượng đế, người ta nói vậy mình nghe vậy đi. Hỏi gì sao đổ cho em đâu có làm gì có dầu đâu. Tập trung lại giùm đi. Thôi tập trung đi rồi đi qua đó năn nỉ người ta, có gì đâu. Ủa kỳ ta. Kỳ vậy ta, bữa nay nhà ai có làm nào cá mình không? Cái lá tanh dễ dầu. Sợ luôn á. Đó, hết ông này rồi tới ông này nữa. Ai làm cá tanh quá, hửi mùi cá chịu không nổi luôn á. Nhà hàng xóm. Vậy hả? Nè, bây giờ có vợ có con rồi, vợ có bầu rồi. Coi ngó làm sao mình ăn nói đi đứng cho đàng hoàng lại, không được bổ bả chứ vợ nó có bầu rồi vợ nó bị cái gì đó. Thôi cái đó là vợ người ta. Còn ví dụ mà người của tôi là tôi nói một là một, hai là hai, chứ không có được quyền cãi tôi. Ôi. Từ đó giờ tôi sao là tôi vậy không có thay đổi. Phải không? Ê, bầu về rồi. Có bầu mà không ngán gì hết trơn á. Đi cơ cái nè. Nhẹ nhàng từ tốn. Hôm nay khám sao rồi? Thôi đừng có đỡ, để cho tự đi đi, đừng có đỡ. Qua này đi vợ mày đó. Thấy ghê không? Không, thích ngồi bên này, thích ngồi bên này hơn. Bên này đi. Có nhiều gió. Thì tự đi qua đi, có bầu tự tập đi, ở đây đông người mà đỡ đần cái gì. Đi té, đi. Té, té sao té nè. Rồi, đây nè. Ủa? Chào cái đầu, ở đâu vậy? Không có biết thì bây giờ đi ra ngoài lấy chồng đi rồi đẻ con là có kinh. Bé nó còn nhỏ mà. Khát bác sĩ nói quá. Là con khát nước, em bé khát nước quá. Em bé phát triển tốt nên anh ráng chăm vợ, chăm chỉ đi. Em bé khát nước thì tự uống. Có gì đâu mà cứ nói làm như cũng phải có người bưng tới tận nơi vậy đó. Không uống nước này. Uống nước gì? Cái này có trà uống vô em bé mất ngủ. Uống nước lọc. Trời ơi, nước đun sôi để nguội. Đây nè, nước suối nè. Nước này ở suối nào vậy? Tính ra là vậy là anh đỡ. Chứ em thấy nhiều người ói mửa, ốm ngán đủ thứ hết trơn. À, nhỏ này không ốm ngán hả? Không ngán gì luôn, quá rất là giỏi. Thường người ta nói là vợ không ốm ngán là chồng ốm ngán đó nha. Tôi đâu có ngán đâu. Hên đó. Không có ngán. Chị có thèm chua hay thèm ngọt gì không? Không có ngán gì trơn, là có chiêu hết. Người ta chỉ, người ta nói là lúc mà mình có bầu á, cái mình lén lén mình canh lúc chồng mình ngủ, cái mình bước qua bước lại cái là chồng mình ngán giùm mình. Ê, cái này em học được đó nha. Ủa vậy hả? Thiệt. Bước qua người chồng cái là chồng ngán giùm á. Ủa anh ngán hả? Đâu có ngán đâu.
Chị có bước không? Có. Ôi giờ đâu có hiệu nghiệm đâu. Không hiệu nghiệm đâu. Dân gian người ta đồn dân thôi. Dân gian thôi. Nhưng mà giờ này thấy cái mặt thụ á, vợ nó đàn áp quá hả? Đâu có đâu, đâu có đàn áp gì đâu. Trời ơi, tôi nói vợ tôi nói một tiếng một là nghe liền, như làm gì có tiếng thứ hai. Ây da, mỏi lưng quá, mỏi cổ. Mỏi ở đâu? Mỏi ở đây. Mệt ghê á. Đúng rồi, sướng quá. Đói bụng quá, đói bụng quá. Đói bụng ăn cái gì? Ăn phở. Ăn phở, giờ lên nhà nằm đi rồi tôi đi mua phở cho. Dạ, dạ, đi không nào. Nè, đừng có để tôi đó mất trước là tôi làm theo, tôi mệt ghê á. Không, anh phải tập quen đi, mấy mốt em cũng có bầu, em chỉ biết đâu em ngán là anh còn đi, mệt đi lên, hơn. Đi lên, đi lên, ha, đi lên. Không, bác sĩ nói là thai mới cho nên là yếu, không có đi nhiều, ẩm lên. Trời, sao giống ở đợ vậy? Thôi, thôi, chịu khó đi, đi, tôi ẩm đâu có nổi đâu, tôi lớn nó rồi. Nó mà buồn là em buồn đó, nó thấy ba nó đối xử với mẹ nó vậy là nó buồn đó. Rồi. Đó, anh phải mình học là ba, đi. Mình phải làm sao cho con nó noi gương chứ. Rồi. Rồi nói ẩm sao tôi cũng tự đi vậy. Thôi mà thương biết vậy tôi đẻ con cho anh này. Nói bậy không à. Cái đó quá trời rồi. Rồi. Rồi, 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 rồi. Dạ, 100 ly nãy làm gì có dầu đâu. Để qua kiểm tra cho, dạ em qua liền á. Dầu gì vậy? Dầu hoài vậy? Sao có vợ thấy sao? Mệt lắm. Nhưng mà vui. Vui không? Vui. Anh gọi em chỗ bán phở kêu nó giao tới được không? À, để gọi giùm cho, nhưng mà coi quán giùm xíu nha. Ra sao lo mấy cái vụ đi. Rồi phải chết, mở những đầu mất tiêu rồi. Đi đi. Chua dễ sợ nãy giờ. Ngon. Gì vậy? Em mới cắt trái xoài cũng không địa. Lấy xuống. Xoài thái ngọt ngay à. Bình thường có ăn xoài bao giờ? Nhưng mà xoài này xoài thái ngọt ngay nè. À nè còn nè. Ờ à, còn cái hộp trên. Nè đúng không? Ngọt ngay à xoài thái. Chua dữ vậy? Anh sao á, chắc ăn cái miếng nó nhầm miếng chua, mấy miếng này ngọt nghe à. Có trái giống nhau hết chứ sao. Bình thường có một miếng chua cũng không chịu, mà sao bên đây ăn chua dữ vậy? Chua hả? Chua lè chứ đó. Nè, liếm mà nó chua nè. Sao tôi ăn không có cảm giác vậy ta? Thiệt tình, có mùi dầu thiệt luôn. Để anh nói em rồi. Nhưng mà anh hiểu không, nếu mà vô tình thì có một hai ly thôi đi. Chấm ly là đều bị luôn mấy kỳ. Rút kinh nghiệm bản thân. Mình coi như lỗ đi. Xin lỗi người ta, trong hứa hẹn người ta đền bù cái mới rồi. Cố gắng làm lại. Chua quá, cho ly nước chua quá. Hả, bị sao chua? Trái xoài ống đĩa, nó cắt ra nó ngọt, nó chua lè. Bình thường nó có ăn chua bao giờ? Thì là ông bị ốm ngán rồi. Ờ, chắc vậy quá. Bị ốm ngán rồi, mới ăn chua, mới đột ngột vậy chứ. Ai mà đi ăn chua, ăn chay, ăn chua dữ. Không phải, bình thường xưa giờ là nó rất là ghét chua. Bởi? Ăn phở, ăn hủ tiếu là không bao giờ nó nặng chanh luôn. Có cái vị đó nó không chịu. Mà trời ơi, chua quá. Chắc là ốm ngán rồi đó. Phải không? Ốm ngán rồi đó. Ốm ngán thì có gì đâu xấu. Bình thường mà. Nghe mùi cá mà mắc ói là ốm ngán hả? Đúng rồi. Ngán rồi đó, hai cái đó. Tùy người à, tùy người à. Ủa mà có người nào mà thích mùi dầu không? Nhiều. Anh có thích mùi dầu không? Đó giờ tôi ghét dầu lắm. Đó giờ thôi. Còn bây giờ vợ nó có bầu nhiều khi ốm ngán. Thích dầu thì sao? Rồi ra đây mò mẫm làm nước. Còn cái mùi dầu dính vô cà phê của người ta. Có không? Thích dầu thì... Có chai dầu. Nó luôn. Đã bán chắc chiêu từng đồng từng cắt. Có một cái đơn hàng mà không cẩn thận dính vô dầu người ta. Kiểm tra tôi lại. Bị quen. Nè, nửa chai dầu đã rớt vào đâu? Đây, cà phê. Nó không có rớt vô cà phê, nó rớt vô đá. Nó rớt chai dầu vô đá xong cái rồi lấy nước đá bỏ vô cà phê. Có một miếng à, nửa chai mà sao mà dữ dằn vậy? Rồi bây giờ tính sao? Thôi biết nói luôn. Thì chuyện ở đâu ai muốn đâu. Kêu con đệ xuống. Kêu xuống chi không biết nữa. Em ơi,
Đẹp ơi, Đẹp. Nghe. Em xuống đây họp gia đình với em ơi. Chán ghê luôn. Họp. Trời ơi, đang đây mà lúc nào cũng đổ tôi. Mà kêu cái gì không biết nữa. Chết tôi. Người ta đang an thai mà. Đi lên rước em xuống. Anh ơi, lên rước con xuống. Dưa. Đi xuống đây. Ủa, sao tự nhiên em nắm tay em đi như vậy chị ơi? Ủa, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Đây, tối thui không thấy đường. Sao tự nhiên tắt đèn vậy? Tắt đèn cho dễ nghỉ ngơi. Tự nhiên em anh không dắt, anh dắt ai vậy? Con bé này nè, tự nhiên nó đưa tay ra. Thôi vô ghế ngồi giùm tôi đi. Vô ghế ngồi đi rồi nghe anh nói nè. Anh bị ốm ngán thiệt rồi. Anh bị... Chồng em bị ốm ngán. Rồi hả, thèm chua, rồi thích hử dầu. Làm đổ chai dầu thùng đá. Bây giờ pha cà phê người ta, người ta hủy gần 1000 ly cà phê sắp tới rồi. 1000 ly? Mà bên đó nó khó chịu quá. Hủy một lần thôi, giờ mà hủy dữ vậy. Để tôi qua tôi nói chuyện bên đó cho. Nói chuyện cái gì? Bọn này chuyện xui rủi, giờ anh muốn xử lý thì sao? Thì bây giờ đó, nó lấy bên khác luôn rồi. Nó lấy bên khác rồi kìa, nãy mới chạy qua đó. Rồi bây giờ nè, coi như là trừ tiền lương tôi đi được không? Lương thì có 15 triệu, trừ chầm nhòi vậy chứ 85 triệu. Vậy em cho mượn tiền đi anh đưa anh đó. Tại vì tụi anh có quy định là của quán là không có là phân chia người anh em, người trong nhà gì hết. Là phải chịu. Cái quán này của ai? Thì của ba anh em Hùng. Thì bây giờ là không có lấy cái tiền lời thì lấy lại tiền vốn ly cà phê đó cũng phải 10 mấy triệu á. Cho mượn đi rồi anh kiếm tiền anh trả lại cho. Anh mượn em mấy bận rồi đó, có thấy trả lại đâu. Lúc bây giờ anh vợ nó không cho thì lo cách khác đi chứ làm ăn vậy chết. Em nghĩ là chắc anh giờ kiếm cái gì đó. Tôi sẽ có việc làm thêm. Mọi người yên tâm, chờ đó. Tôi có việc làm thêm à. Làm gì? Tôi làm cái mà tôi rất là lợi thế. Lợi thế gì? Bán tóc giả. Trời ơi, không có tóc sao người ta bán tóc? Không có tóc thì mới đi bán tóc giả chứ, cho người ta biết là mình bán tóc giả, mình đội vô mình thế nào. Ê, nói chuyện như mấy ông nha sĩ mà bị súng răng cái đi nhổ răng cho người ta ha. Không, súng răng khác mà còn tóc giả là khác. Được rồi, Thắm ơi. Thắm ơi Thắm. Trời ơi, có được không hay là gây nợ cho tôi nữa vậy trời? Không có gây nợ đâu, vốn bỏ ra rất là ít. Nhưng mà bán lời mà dữ lắm. Mà biết gì về bán hàng trên mạng không? Đây có chuyên viên tư vấn cho tôi rồi. Để coi. Để coi. Nhưng mà tới giờ rồi, đi qua làm luôn đi. Ủa? Phụ coi. Ngồi vậy đây. Vậy là tụi em phụ anh bán luôn hay sao? Đúng rồi. Trời ơi, đâu có kinh nghiệm gì đâu. Điện thoại đâu? Trời ơi. Xin chào mọi người. Bữa nay mình bán hàng gì nè? Tóc giả. Tóc giả. Đúng rồi, làm lại nha, làm lại nha hai. Ta thấy là thua rồi đó. Làm lại. Mình bán hàng gì nè? Tóc giả. Tóc giả. Làm bằng cái gì nè? Tóc giả. Nilon, làm lại nè. Tóc giả làm bằng gì nè? Nilon. Đúng rồi, hôm nay có một đợt sale nha mọi người ơi. Mua một bộ được tặng cái gì? Hai tiền. Thôi, tôi mệt quá. Tập trung bán cà phê giùm tôi. Bây giờ tôi sẽ qua bên kia, tôi xin lỗi họ. Rồi tôi cố gắng đền bù cho họ. Còn mấy người tập trung vô công việc giùm tôi đi. Alo. Ừ, anh đây. Hả? Đồng ý. Mang qua đi. Gì vậy? Họ nói không sao đâu. Lần này bỏ qua, mang 100 ly mới của chợ. Làm đây. 100 ly mới.